Hello anh em đã đến với channel của mình là Lớp Cho Hawaii đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái sự kiện hot nhất mấy ngày hôm nay mà chắc hẳn là ai cũng đã biết rồi. Trên group hàng loạt các bom tấn nổ liên tục. Roberto Carlos cờ cộng 5 các thứ. Park Ji Sung An Dung Hoan cộng 5 cộng 6 rất là nhiều. Và đầu tiên thì mình sẽ nói về cái mục nhận free FV này. Cái mục này nói đúng ra là mục hoàn lại FV 100%. Thì đến bây giờ vẫn rất nhiều anh em thắc mắc là không biết chơi như thế nào. Thì anh em chỉ cần mua 900 FV là anh em sẽ nhận được cái món quà. Nó có tỷ lệ như là 35% sẽ nhận được TP từ 5 triệu đến 30 triệu, cái này tùy. 30,5% sẽ nhận được gói World Tour 21 từ 104 đến 112. Cùng với đó là 23,1% sẽ nhận được phôi. Còn lại thì anh em cũng biết rồi, nó chính là cái thẻ đáy. Đâu đó rơi khoảng 11%. Thì gói này mình khuyên anh em là tất nhiên anh em phải mua rồi, vì anh em chẳng mất cái gì cả. Anh em đầu tư 900 FV này thì sau 1 tuần anh em login đủ 1 tuần thì anh em sẽ nhận lại nha. Mình nhắc lại là phải login đủ 1 tuần. Ngoài cái mục đầu tiên đó chính là mục hoàn FV sau 7 ngày, thì ở cái mục thứ 3 này nhà phát hành, cụ thể là Nexon, cũng sell một số sản phẩm. Cái này thì không được hoàn FV đâu anh em, nên là anh em nên cân nhắc. Mà cái này thì nói thật ra cũng chỉ để tham khảo thôi anh em ạ, vì tí nữa sẽ có cái mục ngon hơn nhiều. Mục này thì cũng tương đối rẻ. Trước đây thì không có những cái gói đầu tư sinh lời hay là đầu tư nhận FV free, thì mình cũng hướng anh em đến là mua cái mục này cho nó rẻ. Rẻ hơn trong shop rất là nhiều. Tỷ lệ thì anh em có thể ấn vào cái dấu chấm than góc trên bên phải mỗi cái vật phẩm ấy, nó sẽ có tỷ lệ anh em ạ. Nói chung là nó cũng đen đỏ thôi. Chơi FIFA mở pack thì nó vẫn là đặc trưng rồi. Còn kể cả có 90% mà anh em đen thì anh em cũng sẽ rơi vào 10% mà không mở ra cái gì ngon. Nên là cái này thì mình khuyến nghị là anh em nào nhiều tiền, nhiều VIP, thừa FV, thường xuyên nạp thì chơi, vì nó rất tiết kiệm. Còn những anh em nào có một chút FV thì tí mình sẽ hướng anh em chơi cái sự kiện nó ngon hơn rất là nhiều. Mình nhắc lại là ở cái phần này có 3 mục, là mục 1, 2, 3. Thì mục thứ nhất đó chính là hoàn FV sau login 7 ngày. Mục đó là chắc chắn phải mua, chắc chắn nên mua. Nói chứ phải thì nó cũng không đúng. Mục thứ ba là mục sell vật phẩm anh em ạ. Thì mục này anh em nào VIP nha, mình nói là VIP thì cũng nên mua, vì nó tiết kiệm so với shop một khoản tiền rất là lớn. Còn đây chúng ta sẽ bắt buộc chơi thêm một mục này nữa. Mục này anh em có thể nhìn thấy hai cái gói cầu thủ rất là ngon. Chưa bao giờ Nexon cho những gói cầu thủ ngon mà rẻ như thế này. Mình phân tích cho anh em này, là 990 FV anh em sẽ mua được một gói cầu thủ OVR từ 109 đến 113, có icon cờ, hơn nữa lại còn từ cộng 4 đến cộng 6 nha anh em. Từ cộng 4 đến cộng 6 tức là đen lắm thì anh em sẽ mở ra một con OVR 109 cộng 4, đấy là đen lắm thôi. Còn mình thấy là nhìn ra nhiều bom tấn lắm, ra icon cộng 5 rồi cộng 6 nhiều vô kể. Bên cạnh đó thì còn có gói 1490 FV, anh em sẽ mở ra gói cầu thủ lớn hơn cộng một chút, đó là từ 109 đến 113, cộng 5 đến cộng 7. Gói này thì ngon hơn gói 990. Cái này thì tùy, anh em mua gói nào cũng được, nhưng mà mình thấy là gói này rất là ngon, anh em mình khẳng định là ngon. Sau đây thì mình sẽ cho anh em xem một số bom tấn ở trên group nha. Đa phần rất là ngon, tỷ lệ ra icon cờ cao, khẳng định là cao. Sự kiện ngon bỏ rẻ nên là mình muốn giới thiệu đến anh em, chứ không phải là mình kích nạp hay là mình yêu cầu anh em phải nạp bên mình nha. Cái này hoàn toàn không có, anh em thích thì nạp, không thì thôi. Đây là cái mà mình thấy là Nexon xả đấy, coi như là xả icon cộng cao, nên là mình muốn anh em chơi thôi. Và hơn nữa là khi mà anh em mua hai cái gói này thì khả năng cao là anh em còn không mất tiền nữa, vì bên cạnh nó có những cái gói đầu tư. Thì những cái gói đầu tư này cũng rất rất là lời anh em ạ. Gói đầu tư chỉ có lãi thôi, không bao giờ có lỗ. Thế mới tài chứ. Nếu mà anh em đen lắm thì anh em sẽ nhận được thêm 50 mảnh đồng và nhận lại số FV mà anh em đầu tư. Có điều là nó phải yêu cầu anh em là có VIP 2. VIP 2 thì nó cũng không đáng bao nhiêu cả, rơi khoảng 100.000. 100.000 thì mình nghĩ là cái mà anh em đáng để đầu tư những cái này. Khi mà anh em có tỷ lệ rất là cao, được nhân 1,5 nhân 2 lần cái FV mà anh em đầu tư lên, chắc chắn là không có lỗ, chỉ có lãi thôi. Đấy, thì anh em cũng nên cân nhắc đầu tư cái này. Và thứ tự để anh em chơi là anh em phải đầu tư trước khi anh em mua hai cái gói kia. Và anh em có bao nhiêu FV anh em đầu tư hết. Mình sẽ cho anh em xem tỷ lệ nhé. Ngay ở cái gói 500 FV thì anh em có 34% là nhận thêm 500 này, 47% là nhận thêm 600, và 100% là nhận 50 mảnh đồng. Cái này thì cái tỷ lệ này thì nó không chuẩn xác đúng không anh em? Khi mà tỷ lệ thì tổng cộng lại nó chỉ được 100% thôi, nhưng mà ở cái bảng này tổng cộng lại tỷ lệ là đã có 200% lận rồi.
mình cũng không hiểu là tính tỷ lệ kiểu gì, nhưng mà xác suất ra lãi IFV rất là cao khi mà qua thử nghiệm cũng như là qua anh em đã nói lại với mình. Anh em thì đầu tư bên mình rất là nhiều nên là khi mà kết quả như thế nào thì anh em cũng đều khoe lại, nên là mình thấy là tỷ lệ đầu tư này rất là ngon. Và những anh em nào đầu tư thì có thể comment ở đây để cho anh em nào chưa đầu tư có thể biết được cái độ lời lãi. Nhưng mà theo mình thì trung bình đầu tư 2.000 FV thì lãi khoảng 1.000 đến 1.800. Đấy, trung bình 2.000 FV thì lãi khoảng 1.000 đến 1.800. Cái này là do là mình thu thập được thôi, chứ còn không phải ai cũng giống ai nha anh em. Anh em nào lời nhiều hay là may nhiều thì cái đấy là cũng xác suất ở từng người. Nhưng mà may nhiều may ít nhưng chắc chắn là có lãi. Còn hơn là anh em nạp chay mua chay thì anh em phải đầu tư cái này trước. Đầu tư cái này trước lấy cái FV sinh lời đấy, FV coi như là FV free mà nhà phát hành cho đấy. Sau đó anh em mua hai cái gói này mới là cái thứ tự hợp lý anh em ạ. Chứ mà anh em đột và phát anh em mua hai cái gói này luôn thì không còn FV để đầu tư nữa. Nó rất là cái phí cái sự kiện cực kỳ ngon khi mà đầu tư xác suất ra rất là cao. Ngoài ra thì nhà phát hành cũng đã sell các cái chìa khóa vàng để anh em có thể mua. Nhưng mà mình khuyến nghị là không nên mua chìa khóa vàng. Các gói sau này thì giá rất cao, cũng chỉ dành cho VIP thôi. VIP họ chơi anh em ạ. Còn anh em cứ đầu tư full mấy cái gói FV kia cho mình. Gói cao nhất là 8.000 thì anh em nạp 8.000, hoặc là anh em để dành có 8.000 anh em chơi hết vào đầu tư thì mình nghĩ anh em sẽ rơi vào khoảng 10 đến 12.000 hoặc là hơn. Như vậy là free được rất là nhiều rồi. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy video mình hay cho mình xin một like, subscribe để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.